Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 sống cùng với gia đình và bạn bè sẽ làm một chuyến vượt tới tiểu phiến Mường Chón thuộc huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Rồi hôm nay Long sẽ đưa tất cả các bạn trở về với hội chợ Mường Chón, khám phá cái vẻ đẹp của hội chợ đồng bào Thái. Đây là một trong những hội chợ phiên ha các bạn. Hội chợ phiên này rất đông vui. Chào, khỏe chứ? Dạ. Ra lâu chưa? Dạ, em ra đây sáng sớm rồi chị. Anh cứ đi view một vòng đi. Bên đây có bên nghèo? Có bên chuyên thôi. Bên chuyên này? Dạ, chuẩn bị đánh bên chuyên. 7 giờ đánh? 8 giờ. Đây và bây giờ Long sẽ đưa chúng ta đi một vòng xem là có những cái gì độc đáo của đồng bào Thái hay không nha. Còn ở khu này thì chủ yếu là người miền xuôi đưa lên bản thôi. Long đang đi kiểm xem là chỗ nào của đồng bào Thái. Ở đây có một cô cậu. Đi kiếm cái gì cho con ăn đi. Ta ăn uống xong đi, khi nữa ta đi chơi. Trời này thì uống sơ quá. Đây. Ở đây, đây là một cái này mới gọi là đặc sản này. Cái này mới đặc sản. Nghe rất mấy hả? Cái này với nấu như thế nào đi? Nấu cánh, tức là nấu cánh đó. Cánh như thế này, ăn là hơi hơi đặc một tí. Cái đi chát. Cái này vị chát. Vị chát đấy, cái này vị đắng. Thì nóng có vị nào vị ngọt nè? Cánh có ngọt. Cái này với nấu cánh có phải thịt quá nhiều? Cái gầy gì ở trong ống lửa đây chị? Thịt chúa hả? Tức là thịt lớn mình ủ chúa hả chị? Thịt làm kiểu giống như cải đó. À. Là mình ủ bằng cái gì để cho nó chúa chị? Muối thôi, muối với nếp. Nếp xé bạc, xé bột đấy nào. À. Cái này bảo quản được lâu chị? Mua đi này. À vậy à. Rồi em cảm ơn chị nha. Rồi mình sẽ đi lại xem có cái gì đặc biệt không. Đây con gái mình đã tía được cái con bé. Đây lấy đi cho con tròn á. Lấy yếu xá thế. Có thích cái đó không? Thích không? Hả? À? Cả lấy cầm mạt thế cả gì đây em? À, giống phải cầm mạt hả? Cái này là bánh này gọi là bánh sinh tấu đấy các bạn. Còn long long
Hay kiếm gì rồi anh? À, thịt đỏ hả? Lâm nóng tổn luôn đấy. Cứ miếng không? Thôi. Em cảm ơn nữa. Còn gà này gà ta. Như mỏ này. Anh cùng mời đã. Anh ở bàn nào? Ở bàn đấy luôn hả? Dạ. Rồi anh bảo nhá. Lên Kim Hồ. Ừ. Chào chú Lục ơi. Mời đi. Bao lâu chứ? Em cùng mời bố đừng lúc. Đi em này đi, anh ăn sàng kìa. Ờ, đi đấy. Đi. Chờ thầy hơi. Thầy hơi á? Thầy hơi trên bình. À, đã. Em đi quay đi, dạ, đi. Dạ. Cả nhà đi chứ? Cả nhà. Ui thầy. Nhá. Bây giờ mình sẽ đi vòng lại đâu này có cái gì không nào? Ta còn món thịt chỉ đò em. Đâu gặp bếp á hả? Cái này ăn với mình phải sơ chế như thế nào? Cái xỉ á hả? Làm thế nào á, chế biến thế nào á? Cái này là chế biến á, bắt đầu rau răm em à. Đấy sao? Anh bảo là ớt bỏ rau răm thôi, xong rồi ớt. Anh nhỏ bỏ vô á. À vậy à. Nó cho có một ít ít nước nữa mà anh ạ. Giống giống như cơm mơ súp á hả? Dạ, nó cũng súp khô, ăn thì là ăn sao. Ăn cũng ok, nhưng nó vừa được nóng nè. Dạ. Nó ngái bà. Đem. Đây. Con gì đó hay? Chuột à? Sọc bây giờ hay là con gì? Con gì là gì? Hả? Hả? Chuột hả? Chuột. Bạn gắn là gì? Hả? Hả? Nghe nè, con ăn thì đi văng lại đâu này? Ôi chà, chị cầm ra ăn cũng mảnh tôm. Tây quê hương mình đã đổi thay nhiều. Nghe theo xu sương mùa đàn, toàn dân hát lấp công xây bản làng có sau. Trên mọi miền quê đưa xây cuộc sống hoan bình. Công nghiệp sơn vàng, công nghiệp lụa vàng. Nghe mày. Người đi xa vẫn như hoài. Xóm làng quê hương xây dựng ở đôi mới. Về chuyện làng quê tiên nhịp viên xuôi. Người đi xa ta vẫn như hoài. Hiện tại sao ta vẫn quyết gầu nhau xây cả bát mưa tâm. Ai ơi chơi lời có chúng mà ta
con rất nhiều, rất nhiều phần quà khác cho thứ nhất lựa chọn. Dẫn tới lên nào bà con sóc à? Chôn này sóc, chôn nhỏ hay? Chôn này đi thằng nữa thôi. Mấy tiếng được không? Quá, bắt con làm. Ấy mà anh có được cái ốc ở đây thì nhiều rồi. Ốc nhiều rồi. Phải là sánh là tránh vào là kẹp ăn vậy chứ không phải làm gì à? Có phải bỏ gì nữa không? Để như vậy. Để như vậy là ăn luôn hả? Dạ, con gái đang thích mà con trai làm cái điều quá chừng là thì chồng của chị đâu rồi? Bảo hả? Đây đây anh chị em ruột cả luôn hả? À thế à? Thua chả dùng. Chay ngạnh. Cầm chai dai quẹ nó hả? Em nay hỏi về gì đấy? Là cái gì? Nó về mình gì? Đã có món gì à chị? Có những món gì à chị? Dế đỏ thì chế biến kiểu gì đó? Việt bình dế hả? Có món gì cho mẹ con này ăn được không thầy? Hả? Có bò thì cũng được. Anh chào dế không? Việt đi sáng toàn bên viết. Mình sẽ vào quán này phải xem có món gì ăn nhé. Đã nhưng có những món gì đó chị hay? Thịt nướng mới là tái dế. Mới là chào dế. Tái dế.
có đó chứ anh. Có đấy, có đấy. Đấy, sữa núi lưng. Đây, bây giờ mình sẽ vào ăn phần thịt dê. Đây, bà con ở đấy nha các bạn. Đồ à? Để thưởng thức kiểu nấu của Đông Bông Hải nó như thế nào các bạn. Mời các bạn ăn cùng với mình nha. Để mình ăn ăn xong rồi quay. Và bây giờ mình sẽ vào cái quán này để ăn thịt của đồng bào dân tộc Thái nha các bạn. Trong phiên chợ bán nhu bán con lên đây không nhắc không bán nhau không đây là cảm ơn nha, ngon tuyệt. Dạ, chào. Chào nha. Chào anh ạ. Dạ, trời. Ngon đấy. Lần đầu tiên được ở lên trên này thưởng thức đấy. Anh quên rồi. Em ở Nghệ An. À, dạ. Dạ. Chào anh ạ. Dạ. Anh chuyển lại cho anh nhá. Em tóc lông hành ạ. Dạ. Để em vào đăng ký nha. À, dạ, rồi. Ok, cảm ơn. Món gì đây bác? Hả? Dưa không? Dưa hả? Sao bao buồn vậy? Sao bao buồn vậy? Phải buồn, chấp nhận phải buồn đấy. Cái ca này. Dạ. Ca có muối á? Không. Ờ, ca, ca. Chị có bán thịt chúa đấy không? Chị thịt chúa đấy à? À dứa hả? Đây. Anh Long em ở đây. Để nhận được nhiều ưu đãi nhất, cầm tay Samsung bí quyết vào vào ăn măn không hết, gọi đưa đây. Mời anh kia cho mời bao luôn này. À, xe bao lâu rồi? Bí bơ mà vội mà bạn dừng chân ghé lại dùng thử cầm tay anh chị bao nhá. Của Nam Chi nào? Cần tây hùng sâm lan trì, thức uống thanh lọc cơ thể, cao thải mỡ sống mỡ thừa, giúp đẹp da, giãn gọn, em đã được bình chọn của sản phẩm trong hoa, phải tốt nhất hiện. Biến ăn sau sinh, cần giảm cân, bổ sung rau xanh. Trẻ em biến ăn rau xanh, các thụ trên tình dưỡng kém hay táo bón. Người uống rượu bia, nó vô cùng cần thiết, vì cần tây hùng sâm của lan trì, chắc chắn, nguyện ăn nhất hiện nay. Nhanh chân tới trẻ nhé. Rồi, bye bye chào mọi người. Bye bye. Rồi chào hội chợ Mường Chón nha. Bây giờ bố con bọn mình lên đường về đây, nặng quá rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký cũng như là ấn nút chuông trên cùng để xem những video mới ha. Còn bây giờ Long xin nói chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nhộn nhịp luôn các bạn, khách cửa thập phương đến đây rất nhiều. Sẽ quay cho các bạn xem. Hai bên đường là sẽ đang con đầu rất nhiều đây các bạn. Rồi bây giờ cũng đã trướng nặng rồi nên Long đưa mẹ con về đây đây. Vì vậy Long sẽ khép video tại đây ha. Chào tạm biệt các bạn.